chào các bạn đến với kênh Phố Bô Sa nha. Mình đang ra ngoài ngay bữa nay nghe nó tổ chức ở chợ ở khu chợ ABC, nhưng mà chắc có lẽ là không có được tổ chức đó rồi. Bây giờ tất cả những người ủng hộ đếm phiếu công bằng á thì đang ủng hộ ở tại California. Bây giờ tất cả các chú các bác đang chạy ra Huntington Beach. Các bạn xem, các bạn nhớ ủng hộ cho mình, có gì để mình đủ 1.000 sub, để có gì ở Cali mà có cái gì mà ấy mình like cho các bạn coi luôn. Nghĩ mình like thì các bạn sẽ thích nhiều hơn á. Ok rồi, để có gì khi nào mình catch up được thì mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã catch up được tới đoàn xe, hiện giờ mình chạy thẳng ra túc ngoài kia luôn, có gì thôi mình dòng lại mình đi bộ nè các bạn. Mình chạy từ từ cho các bạn xem nha. Đây một đoàn xe đã đi trước nè các bạn, nguyên đoàn xe luôn nè các bạn thấy không? Đó. Đây là tất cả những xe mà đã đi ủng hộ ông Trump ha. Các bạn thấy nguyên cái đoàn xe không? Hồi nãy là nó ở ngoài khu ABC, nhưng mà bây giờ họ đã đổi ngược về đây hả các bạn ha. Thì để mình qua luôn ngay khúc này nha các bạn. Đây là mình đã ra tới đường Huntington Beach rồi ha các bạn ha. Thì Huntington Beach với Siêu Beach thì cũng gần đây, mình có một cái video Siêu Beach nhưng mà mình chưa có up lên cho các bạn coi, mình đã quay rồi. Các bạn xem, các bạn nhớ ủng hộ cho mình bằng cách là các bạn like, subscribe, chia sẻ cho nhiều bạn bè biết để mình được 1.000 sub nha các bạn. 1.000 sub thì mình sẽ quay like cho các bạn coi luôn ha. Ở Washington DC hiện giờ cũng là đang có nhiều, rất là nhiều người đã đến đó. Từ ở đây lái xe lên đó có một người nói là gọi mình, nó lái 48 tiếng mà vẫn lái xe đi nha các bạn. Thì giờ mình đi ra đường này là đường gì mình chưa thấy đây, cái đường cập mé biển á. Các bạn bây giờ mình sẽ chạy kiếm ngay chỗ coi các chú các bác đều ủng hộ ông Tổng thống Donald Trump á là ở chỗ nào, rồi mình sẽ view cho các bạn coi ha. Có đôi lúc nhiều khi dài quá cái mình chia ra bớt cho các bạn coi từ từ á. Các bạn coi nhớ nó sẽ có phần 1, phần 2 ha các bạn ha. Các bạn thấy những xe mà đã lấy máy ra chụp hình để mấy người Mỹ chụp hình, có thể họ post lên cái Facebook thì họ nhìn chắc họ cũng hiểu được là đang để ủng hộ đếm cái phiếu lại cho công bằng á các bạn. Mình nghĩ là phải có công bằng thì nó tốt hơn. Để cho con cháu sau này nó học hỏi ha các bạn ha. Ê, các bạn mình thấy cái đoàn xe phía bên tay phải kia của mình kìa. Đó các bạn thấy không? Mình định chen lên để mình chạy lên nhưng mà mình chen không được rồi các bạn ơi. Các bạn thấy rồi ha. Nó phía bên tay phải mình đó. Ok các bạn ơi, mình đã catch up theo được cái đoàn xe nè các bạn. Thì khoảng hơn 100 chiếc xe luôn á các bạn ơi. Quá trời luôn. Các bạn coi nè, ở trước mình rồi phía sau lưng của mình nữa, quá trời đông luôn á các bạn. Thì mình đang chạy theo coi có cứu các bác ở đâu thì mình sẽ wheel cho các bạn xem ha. Quá trời xe luôn, các bạn thấy quá trời luôn. Đó đang chạy lên nè.
ở sau lưng mình còn nhiều lắm. Hồi nãy mình quay mà mình quên quên bấm cho nên là mình chưa có được nha các bạn. Cho nên các bạn xem, các bạn nhớ ủng hộ cho mình bằng cách là chia sẻ cho bạn bè, rồi vô bấm like, xong rồi subscribe cho mình, là đăng ký các bạn, để ở California này mà có những cái diễn biến gì, những có những cái cuộc gì thì mình sẽ like luôn cho các bạn xem, các bạn thích hơn. Bây giờ mình quay rồi mình về mình mới bỏ lên, thì khi mà mình like mình nghĩ các bạn chắc thích hơn ấy, cho nên các bạn nhớ ủng hộ cho mình nha. Tất cả các chú các bác ở đây đều là các bạn biết á, là đều là ra đây để nói lên tiếng nói là kiểm phiếu lại cho nó hợp lệ. Thì những cái giống như những cái bạn coi tin tức chỗ này chỗ kia, những các bạn thấy rồi đó, là có rất là nhiều người đã đưa cái những cái tin giống như không chính xác. Nhất là những cái báo lớn, các bạn thấy không, news, mấy cái news á, các bạn thấy đó, đáng lẽ là phải đưa cho nó đúng chứ đưa không đúng. Rồi những cái mà quay được là đổ lá phiếu, cái này các bạn thấy rồi đó. Rồi những người chết mà cũng đi bầu nữa. Những người chết 20 năm, 10 năm, 5 năm, 1 năm, mấy tháng đều có lá phiếu hết các bạn. Thì mình cũng có coi cái nhiều kênh, mình cũng coi luôn á, chứ phải không coi đâu, mình coi luôn á. Coi có nhiều kênh mình thấy vừa quay cái lá phiếu tên ông đó và đưa vô cái bia đó, cái mẫu bia đó, thì thấy rõ ràng là cái tên cũng đi đăng ký, cũng ký tên, cũng đi bầu. Mình không hiểu lý do tại sao, ở đâu ra. Bây giờ mình chưa có xác định được là ở đâu ra đây, mà tại sao bầu cho ông Joe Biden, đó là cái vấn đề. Rồi các bạn biết bây giờ nếu mà ông Trump thắng sẽ như thế nào và Joe Biden thắng sẽ như thế nào, mình cũng không biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng mà các bạn biết là 4 năm qua ông Trump làm được những cái gì thì các bạn thấy rồi đó. Bây giờ các bạn cho nên nó nhiều người đã rất là ủng hộ ông Trump. Thì đa số thì mình coi cái người trẻ đó thì ủng hộ cho Joe Biden. Joe Biden rồi. Tại sao có những người trẻ ủng hộ Joe Biden, rồi tại sao có nhiều người ủng hộ Trump? Thì các bạn coi tin tức và các bạn coi lại 4 năm của ông Trump lên, ông Trump làm được những cái gì. Thì theo mình nghĩ các bạn đã nhận xét được ha. Với một phần nữa là mình cũng mong là các bạn khi mà đi vô mình coi mấy cái channel mà người ta like được á, các bạn mấy cái YouTuber like được á, các bạn thí dụ mà các bạn ủng hộ Joe Biden hay là ủng hộ ông Trump, thì các bạn cũng mong các bạn là xài những từ mà mình tốt tí xíu, mình đừng xài những từ gì mà nó hơi quá đáng. Có nhiều mình đọc, có nhiều khi mình thấy nhiều kênh like, xong rồi có nhiều người vô nói rất là tục tiểu. Thì mọi người có quyền tự do, mọi người có thể ủng hộ ai được mà. Ở nước Mỹ nó freedom mà các bạn. Cho nên các bạn đừng, thí dụ mình không thích, mình đi ra, thì các bạn có thể nói là thí dụ các bạn thích ông Trump thì nói không, Trump win cũng được vậy. Thì ví dụ như giờ người thích Joe Biden thì nói Joe Biden win, vậy thôi, đâu cần phải chỉ trích người này chỉ trích người kia. Các bạn nhiều khi nói thì các bạn nên, mình nên dùng những cái tốt nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ xe nó đang dồn lên và đang kiếm chỗ đậu. Thì bây giờ mình không biết là các bác sẽ tụ tập ở đâu, thì giờ mình đang kiếm cái chỗ để mình cũng kiếm cái chỗ mình đậu để mình wheel cho các bạn ở ngay chỗ mà biển Huntington Beach nha các bạn.
của California. Các bạn bây giờ xe đang dồn lên, mình nghĩ là khoảng 200-300 chiếc xe đó các bạn, tại vì mình chỉ có những người đã đứng trước ngay chỗ Huntington Beach mình thấy rồi kìa các bạn. Thì để mình chạy tới rồi cho các bạn xem ha. Quá trời xe ở sau lưng của mình, rồi xe ở đằng trước. Mình bây giờ là mình nghĩ là khoảng 300 chiếc xe chứ không phải 100-200 nữa các bạn ơi. Bây giờ trước, ở trước mình quá trời luôn, và một số người đã đi trước và đã đậu xe và đã đứng ngay chỗ cái đèn men rồi. Đèn ngay chỗ cái đường xanh đèn đỏ men, tất nhiên là ngay chỗ đó là trung tâm của cây cầu đi ra ngoài Huntington Beach các bạn. Đây là cái biển Huntington Beach nha, của California. Video dài quá thì mình sẽ chia ra bớt từng đoạn, từng khúc cho các bạn xem. Các bạn nhớ xem mình, ủng hộ mình hết nha. Bây giờ mình ngừng ở đây để ngồi mình đi kia mình quay đi nha các bạn, chứ dài quá. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đang chạy, đang tiến tới đây thì mình phải qua lên bên đây để mình đi kiếm cái chỗ mình đậu. Giờ các bạn ngó phía bên tay trái của mình, các bạn coi xe kìa. Đó các bạn không, giờ những người đã đứng sẵn sẵn hết rồi. Và những người bên phải mình đang quay phim những đoàn xe đã quay ha, người Mỹ Việt hết nè. Các bạn coi nè, bây giờ đang kiếm chỗ để quẹo vô ha. Đó, các chú các bác đã đậu xe để quẹo vô để kiếm chỗ trả tiền. Các bạn giờ mình cũng đang kiếm chỗ đi. Ok, mình ngừng video đây nha các bạn. Rồi có gì mình sẽ quay, mình sẽ đi kiếm chỗ đậu xe xong rồi mình quay cho các bạn coi nha. Ok các bạn, giờ mình đã đậu xe rồi ha. Bây giờ là mình đi mua cái ticket xong đậu xe. Thì mình mua cái ticket nè các bạn. Cho nên các bạn xem, các bạn nhớ ủng hộ cho mình nha. Mua ticket này nè. Mà không biết, mình thấy nó ngược mà không biết có ngược không, để mình quay lại nha. Đó, mình mua ticket rồi ha. Thì mình đi quay cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ bắt đầu mình đi nha. Ok các bạn ơi, bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị mình đi. Thì mình view sơ qua một cái cho các bạn ngay chỗ Huntington Beach sang. Thì các bạn coi đó, mình mới mua cái ticket không á. Cho nên các bạn coi, mình vừa chạy xe vừa chẳng ra coi các chú các bác ủng hộ ông Trump như thế nào. Rồi các bạn coi, các bạn nhớ xem và share cho các bạn bè. Rồi nhớ subscribe cho mình để mình đủ 1.000 sub nha các bạn. Thì các bạn coi đó là để cho có gì mình sẽ like luôn nha, cho các bạn xem. Chứ giờ mình về, quay về mình còn phải edit lại nữa, còn đó like luôn cho các bạn xem nha. Mình các bạn nhớ share cho bạn bè và kêu bạn bè là ủng hộ cho mình, subscribe cho mình nha, like subscribe cho mình nha. Ok thôi, bây giờ để mình đi lên trên nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đang bắt đầu đi xuống ngay chỗ mà biểu tình ha. Thì mình đang bắt đầu đi tới đây. Thì trên con đường này là Pacific Coast nha các bạn, của Huntington Beach. Mình đang đi tới coi các chú các bác đây. Thì các bạn xem cùng mình ha. Thì các bạn thấy ngay đèn xanh đèn đỏ ở ngay chỗ phía trước không, là đang các bạn coi kìa, đó đang đi qua thì lại rất là đông luôn. Các bạn thấy rất là đông người đang đứng cặp đường để giơ lá cờ lên, các bạn thấy không?
không? Và những xe mà đã chạy ngang đều bóp kèn ủng hộ. Thì các bạn coi tất cả cô chú bác đều là để ra đây để ủng hộ ông Trump nè các bạn, xem các bạn thấy ha. Cả Mỹ đều cũng có luôn nha, cũng cả Mỹ có luôn nha các bạn. Người Mỹ đều cũng có tham gia luôn, chứ không phải không nghe Việt Nam, riêng Việt Nam không ha. Đó, các bạn nghe các chú các bác nói là không, Donald Trump ủng hộ Donald Trump, các bạn thấy không? USA, các bạn thấy không? Thì phía bên kia, các bạn thấy phía bên kia đường không? Phía bên kia đường nó cũng có ha. Đây các bạn, đây là người Mỹ ha. Thì các bạn coi là đây là những các chú bác và những người Mỹ đều có ra ủng hộ Donald Trump ha. Ok các bạn thấy các chú các bác rất là đông ha. Hôm nay là sáng thứ bảy nha các bạn. Các bạn nghe tiếng kèn không? Tiếng kèn của những người mà đậu đèn xanh đèn đỏ bóp kèn các bạn thấy không? Đây là người Mỹ vậy để ủng hộ Trump là đem cái hình ra nè các bạn thấy, đem hình ra đây để cho mình kìa các bạn thấy. Các bạn nghe thì các bạn ở đây các bạn thấy rồi, coi tất cả mọi người đều ủng hộ Trump rồi các bạn thấy không? Và có cảnh sát tới đây nha, cảnh sát tới đây để giữ an ninh trật tự nè các bạn. Ở đây sofa là mình thấy là ở đây có hai anh cảnh sát và hai anh đang đứng ở phía trong này, là bốn người cảnh sát đang đứng để bảo vệ lỡ có chuyện gì xảy ra đó các bạn. Các bạn thì thấy là nguyên cái dải từ ở đây, cái lúc mà mình đi bộ từ ở trên kia xuống đó các bạn thấy đó, là các bạn thấy dài lắm, giờ là mấy trăm người đó các bạn, bây giờ là đang đi qua đường kìa các bạn không, để mình đi qua đường mình quay ngược lại cho các bạn coi nha. Đi qua đi lại khi mà đèn xanh đèn đỏ đó các bạn, đó các bạn à. Đây là tại Huntington Beach của California nha các bạn. Ở đây thì cũng có người chống và người chống và người ủng hộ ha. Thì chống thì ít nhưng mà ủng hộ thì nhiều ha. Thì có cảnh sát sẽ đi vòng vòng và có nhiều chiếc cảnh sát sát chạy vòng vòng nữa các bạn ha ha. Thì đây là tất cả những các chú bác đều ủng hộ và người Mỹ cũng vậy luôn nha ha. Thì giống như những có những người chống Trump thì la lên ha các bạn ha. Ok, đây là Huntington Beach. Thì con đường này thì cuối tuần thì nếu mà không có gì thì cũng rất là đông người ta đi ra đây để tắm biển rồi luôn á các bạn.
thì mỗi xe chạy ngang cũng có lá cờ ủng hộ Trump. Bây giờ hiện giờ ở Washington thì rất là đông người luôn nhé các bạn. Nhưng mà người Việt của mình đa số là cũng đi nhiều lắm các bạn, đi hình như cũng 4-5 nhóm mà đi, rồi đi máy bay rồi lấy xe từ ở California mà lái xe tới Washington thì nói là đi 48 tiếng nha các bạn. Thì đây bây giờ đèn xanh đèn đỏ thì cứ mỗi lần đèn xanh đèn đỏ là tất cả mọi người đều đi qua đi lại vậy các bạn coi nè. Mình sẽ quay nó không có ái lắm, nó hơi rung thì các bạn cũng thông cảm nha. Các bạn xem video các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè biết và ủng hộ cho mình đi, rồi cho mình đủ ngàn sub để mình có thể mình like bằng cái điện thoại á, thì mình cầm mình like, chứ chẳng lẽ giờ mình chưa có đủ là phải like bằng máy tính, mình đâu cầm cái máy tính mình cầm mình like được. Các bạn coi nè, rất là đông người ha. Thì các bạn cũng biết lý do tại sao mà tất cả trên các tiểu bang đều đang ủng hộ ông Trump. Thì những cái giống như là những cái mà list ra đó các bạn, những cái mà giống như tại sao có những người đã chết 20 năm, 15 năm, 5, 10 năm rồi mấy tháng đều là có những lá phiếu đó ủng hộ cho ông Joe Biden. Ở đâu ra, tại người chết sao mà có thể ấy được các bạn. Cho nên là người ta mới đi ra đây, người ta ủng hộ ông Trump nè các bạn. Các bạn thấy rồi đó. Các bạn nghe ở đây, các bạn nghe không? Wow, các bạn nghe là các bạn nghe ồn ào lắm phải không? Bóp kèn các bạn thấy không? Bạn coi nè, mỗi lần mà đèn xanh đèn đỏ thì kéo qua kéo lại vậy đó các bạn. Các bạn coi ha, đó rất là đông người ở đây nha các bạn, ủng hộ Trump nè. Không phải là Việt Nam không nha các bạn, nè người Mỹ nè các bạn thấy không, Mỹ Mễ cũng có ủng hộ nè các bạn. Các bạn không, bây giờ có thêm chiếc cảnh sát chạy tới nữa nè ha các bạn ha. Thì hình như cảnh sát bắt đầu lắc đường luôn, lắc cái đường quẹo vô trong đó luôn rồi ha các bạn. Mấy cái khôi này để lắc cái đường quẹo vô đây, thường thường thì mở cái đường đó, mấy cái khôi đó là lắc cái đường luôn á các bạn. Đây các bạn đều mọi người đều đây, mọi người đều chạy xe ngang đây, người Mỹ đều thấy đều là lấy cái phone ra quay hết đó các bạn, và bóp kèn các bạn nghe rất là ồn ào không. Đây hai người Mỹ cũng đã xuống đường nè các bạn thấy không, ủng hộ là lá cờ là có ông Trump nè, thấy là các bạn thấy ông Trump không. Đây là người Mỹ. Ok, thế nói là ông Trump for my year nha các bạn.
xe cảnh sát đậu đây để lát đường không cho quẹo vô cái đường đó nữa nha các bạn. Đang các bạn. Các bạn thấy từ ở đây mà dài cho tới tới kia luôn kìa các bạn coi kìa. Các bạn thấy không? Ok, trong khi tới đây là mình cho một cái video, có gì mình sẽ quay từ từ tới nha các bạn. Các bạn coi cái bảng mà có là các bạn có để who build the key of a show. Hai người đang nói chuyện nha. Coi cái hình cái mặt của ông Joe Biden. Who build the key of the show, các bạn thấy không? Đây là tại Huntington Beach nha, của California nha các bạn. Ok, đây là cái phần 1 tới đây mình xin ngưng và mình sẽ bắt đầu view cái phần 2 nha các bạn. Giờ mình sẽ view cái phần 2 nha các bạn. Em mình quyết phần 2 nha các bạn. Các bạn xem, các bạn nhớ ủng hộ cho mình bằng cách là subscribe để cho mình có thể mình like được cho các bạn xem nha. Ok.